Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người cũng như tất cả quý anh chị một mẫu xe mà mới về cửa hàng của mình. Quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Đấy cũng là số Zalo của mình, anh em có thể kết bạn Zalo với mình để tìm hiểu thêm một số mẫu xe. Anh em nào mà lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất, được không ạ? Mình tên là Tuấn Anh, năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Rất mong quý anh chị và quý vị ủng hộ cho kênh của mình. Thì trước màn hình quý vị và bạn đây, đó là một mẫu xe mà có thể nói là rất là hợp lý, rẻ tiền. Chưa đến 200, hơn 200 triệu một tí thôi, nhưng quý vị đã có một mẫu xe 7 chỗ thương hiệu của Mỹ, đã thiết vào số tự động. Đấy. Tại sao mình nói đây là một mẫu xe rẻ tiền mà lại rất là chất lượng? Đấy, quý vị và các bạn có thể đến chạy thử cũng như là tìm hiểu thêm về mẫu xe này thì mới biết được chất lượng xe. Thì trước màn hình quý vị và bạn đây, đó là một chiếc Chevrolet Captivan, Chevrolet Vivan T đời 2009, bản đủ số tự động, biển 18A08126, một chiếc xe 7 chỗ, máy 2.0 quý vị và các bạn nhé. Một mẫu xe 7 chỗ máy 2.0 màu bạc, biển 18, thương hiệu của Mỹ, số tự động, thì giá tiền chỉ có bên em đang bán là 202 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Chỉ với 202 triệu đồng không bớt anh em nhé. Mình bán một cái giá rất là đẹp, 202 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn và không bao vận chuyển. Đấy, một cái giá rất là nét luôn. Một mẫu xe 7 chỗ mà giá thì chỉ có 202 triệu đồng, bao rút hồ sơ rồi thì quý anh chị làm sao phải suy nghĩ gì về một chiếc xe này. Cam kết cho anh chị là xe zin. Đấy. Không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin cả xe. Còn đâu xước sát thì va quẹt thì nói chung là đã tỉa lại rồi, nên là quý anh chị nào yên tâm mà sử dụng về mẫu xe này thôi. Xe cũ thì mình không thể tránh được những cái xước sát rồi. Đây là một mẫu xe bản số tự động máy 2.0. Con này thì không taxi dịch vụ gì cả. Đấy. Rất là ok đúng không ạ? Bốn bánh na răng đúc. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 7 năm 2020. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Một mẫu xe khá là chất. Anh em nào mà đang có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay và nhanh tay rước em nó về. Đây là phần gầm của chiếc xe này. Máy móc gầm bệ của nó thì không phải suy nghĩ rồi. Không có một vết mục mặt gì anh em nhé. Nội thất thì là nội thất nguyên bản theo xe luôn. Đấy, da nó rất là nhàu nhưng mà rất là êm. Đấy, nội thất nguyên bản. Trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Keo chỉ thì zin cả xe luôn. Có một số chỗ nó lất chỉ nhưng mà nó là chỉ zin anh em nhé. Đấy, tất cả những cái ốc cánh cửa này vẫn còn chấm sơn của nhà sản xuất luôn. Một mẫu xe 7 chỗ rất là đẹp. Rất là ok cho quý vị và các bạn luôn. Nội thất chiếc xe còn nguyên bản này anh em nhé. Rất là ok. Giá tiền thì em đang chờ bán chiếc này là 202 triệu bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho em. Zin cả xe luôn. Rất là chất nhá. Nội thất rất là đẹp.
Bây giờ mình sẽ đề máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Máy móc lổ rất là êm, côn số rất là ngọt ngào anh em nhé. Đấy, số tự động này chạy rất là lành. Chỉ với giá tiền là 202 triệu đồng thôi. Âm thanh rất là tức ngực. Con này thì nó còn một cái đầu nguyên bản của nó, chưa có màn hình DVD và cam lùi. Tất cả bốn kính điện đều lên xuống rất là ổn định, trơn tru anh em nhé. Xe mới chạy được có 9 vạn anh em này. Đấy, xe chạy được 9 vạn. Đấy, anh em nhìn thấy cái mặt bàn thờ tắp lô hay là đồng hồ của nó rất là mới. Rất là ok đúng không ạ? Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy lo luôn nghe, thú ký anh em nhé. Rất là đẹp. Điều hòa rất là mát luôn. Xuống tự động rất là đẹp, rất là nhàn. Cho những anh chị nào mà có thể mua chiếc xe này về đấy để chạy gia đình thì rất là ok, rộng rãi lắm. Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy lên để cho quý vị và các bạn cùng xem về cái chất máy của chiếc xe này, xem nó như thế nào. Máy móc lổ rất là êm nhé. Vâng, đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe anh em nhìn. Đầu tiên là phần lắp capo này. Đấy, anh em nhìn thấy còn zin cả xe, chỉ lắp capo không mất một tí gì luôn. U giảm sóc. Máy móc lổ rất là êm, kể cả cái rằng trên này. Máy móc lổ rất êm anh em nhé. Một chiếc xe gia đình xịn, rất là giữ gìn. Quý chị có thể là rất là yên tâm để mua chiếc này. Máy móc lổ rất êm anh em nhé. Vâng, vừa rồi Tuấn Anh của Hải Phòng giới thiệu cho anh em về mẫu xe Chevrolet Vivante đời 2009 phiên bản số tự động, máy 2.0 biển 18A08126. Chiếc này thì khá là ok, nên nó chào bán giá tiền là 202 triệu, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển cho quý vị và bạn. Quý vị và bạn nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.